cục xăng rồi. Sắp vận hậu rồi. Không biết mình phải làm thế nào bây giờ. Mình phải đi học thôi. Em mời thầy cho em vào lớp. Tuấn à, sao làm việc của thế? Dạ thưa thầy, xe em hôm nay màu xanh. Càng nhà nghèo, không có sách, không có người. Nhà nghèo, mọi người kia, mùi hôi quá. Nào, cả lớp, không chê bán nữa, giờ tất cả để học bài. Mượn tô cùng được không? Nhà nghèo ơi, không được mượn đâu. Đúng rồi, nhà nghèo không mượn đâu. Anh em ơi, thằng nhà nghèo này không có cái hộp màu như này, phải dùng bóng được màu này. Nhưng mà đúng rồi, không có màu, toàn màu gây. Đúng rồi, nhà nghèo có khác khổ quá đấy. Còn hôi nữa. Này thôi anh em ơi, đừng chê nữa. Mệt quá, đói quá. Chết rồi thầy, bạn nhìn nhà bên sau này phải không? Ơ, để lại xem. Tuấn ơi, Tuấn, em sao đây? Tuấn, Tuấn em làm gì vậy? Em sao đây? Em mệt, em đói quá. Nhưng mà sao, Tuấn hôm qua làm gì mà mệt vì đói? Thôi, con đi vào học bài đi, con nhiều bài lắm mà. Ừ, con làm xong rồi. Đấy, thì con hái chỗ đấy cho mẹ. Chia sẻ cho Tuấn có các đồ học tập giống như các bạn nhé.